Đỗ Nguyễn Anh Tuyết. Đầu tiên đâu ạ? Mã đen đỏ. Gặp đô Phất Thị Hảo, mã đen xanh. 12 đô vào dưới ngay trong tay trống xe này. Trận đấu bắt đầu. Sau kèo đá vật nữ là đến kèo vật của Nguyễn Đình Trung ở thôn 6, gặp đô Duy Khánh thôn 7. Hai đội chuẩn bị trang phục. Xin được chân thành cảm ơn ông Trần Văn Hinh ở thôn 5 đã tài trợ vào câu lạc bộ vật với số tiền 2 triệu đồng. Xin được trân trọng cảm ơn công ty An Dương đã tài trợ hòa giải phong trào 3 triệu đồng. Giải U40 trở lên 2 triệu đồng. Chân thành cảm ơn. Mười hai đội ở trên dưới, trận đấu tiếp tục. Mười hai đội đứng trên dưới. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Long, trưởng ban tổ chức giải, sẽ lên trao quà cho hai vận động viên.